udon thì ở đây là có những nguyên liệu nè mọi người. Ở đây là có tà hủ, mì udon và có cái nấm shiitake khô với lại lá rong biển. Và ở đây là Hiền có khô cá cơm ha mọi người ha. Xin mời mọi người. Và ở đây là Hiền cũng có cái thanh. Đây là cái thanh cá đó cả nhà. Của Nhật nè, gọi là Kitamura Naruto Maki gì nè. Đó, thì Hiền sẽ ăn chung với cái này. Tại vì Hiền thấy họ bán ở tiệm là cũng có cái này cả nhà. Mình sẽ xắt cái tà hủ ra nhỏ nha mọi người. Và sau đó mình sẽ chiên giòn. Đi lấy cái nền đời á. Đây là tà hủ mà mình đã chiên rồi nè mọi người. Bây giờ mình sẽ vớt ra và để ráo ha. Chiên cho nó giòn như thế này cả nhà ha. Nhìn nó vàng lên rồi đó. Hiền sẽ cho cái mấy cái lá rong biển vô ha mọi người. Bây giờ mình sẽ nấu để lấy nước. Cho nấm shiitake khô vô. Bây giờ Hiền sẽ cho cá cơm khô vô cả nhà. Cái cá cơm khô này thì thật ra là họ xài cái cá khô gì cá thu khô hay gì mọi người, mà nó được xông khói á. Nhưng mà Hiền không có cho nên Hiền sẽ xài cái này đỡ nha. Bây giờ mình sẽ nấu cho cái nước nó ra chất rồi sau đó mình sẽ nêm nếm. Rồi đó sẽ là nước súp á cả nhà. Ở bên đây là Hiền sẽ nấu cái mì udon nha mọi người. Cái này họ ghi ở ngoài gói là mình nấu cỡ khoảng 3 phút trong nước nóng. Đó. Cái nước súp này Hiền mới thử rồi mọi người. Nó có cái vị ngọt và mặn mặn từ những cái nguyên liệu này nè. Và cái này là Hiền chưa có nấu lâu lắm. Bây giờ thì Hiền sẽ bỏ một miếng muối vô nha mọi người. Dằn dằn miếng muối vô. Cái này mình không có nghĩ là họ sẽ nêm đường đâu. Tại vì lúc mà Hiền ăn Hiền thấy hình như không có hương vị của đường. Và đây là mình sẽ bỏ miếng bột nêm vô cả nhà ha. Cái nước súp á ngộ lắm mọi người ơi. Nấu bằng những nguyên liệu này á là nó đã ngọt sẵn rồi. Nó ngọt giống như là từ rong biển vậy mọi người. Mọi người ơi, bây giờ đã xong cái món mì udon rồi. Đây là lần đầu tiên Hiền nấu và hãy thử xem coi anh xã của Hiền sẽ nói về cái món mì này ra sao cho mọi người nha. Xin mời cả nhà sẽ ăn chung với tụi mình. Thì hôm hởm Hiền có ăn thử trong tiệm thấy ngon lắm cho nên Hiền bắt chước làm thử nè mọi người. I think the udon that you buy is different than the one that I had. Mm-hmm. The other one was more chewy. This one is not as chewy. It's more white. What about the soup? Nếu mà mua đúng cái mì udon kia là sẽ ngon hơn mọi người. Nó sẽ dai và nó sẽ là sợi màu vàng hay cả nhà ha. Cái soup thì cũng được, ăn cũng được mọi người. Nhưng mà cái sợi mì thì không đúng à. Nhưng mà cũng được. Chả cá. What do you think? It's alright. Tạm tạm mọi người ơi. Can you get good quality udons at the market? Cái súp thì thấy được lắm á. Có sợi mì. They're pretty basic, aren't they? This one.
Động thì hỏi không mua cái mì udon à. Ở ngoài chợ Inara được không? Nó được chứ. Bút súp bớt hả? Thì nói ảnh súp ngon. I do enjoy a good soup. Cái súp nó gà cái chất từ rong biển nó ngon mà. Anh chuẩn bị nói quan điểm gì với cái người rong biển thì xài rong biển Big Bang. Rong biển có nêm gia vị và lát fish xài cho nó. I was just saying it would be good with a little bit of sauce, dipping sauce. Trời ơi, tiếc quá. Công sức nấu. Phải chi sợi mì nó giống như sợi mì kia là ngon này. Mọi người mua nhớ mua cái loại mì sợi udon, nhưng mà loại là sợi dai á mọi người. Sợi không dai không ngon à. Chả cá này thì thấy ăn nó hương vị giống như là cua. À mọi người thấy không, trong nó có màu hồng, ăn nó hơi giống cua. Không biết có ai từng nấu cái món mì u đông này ở nhà chưa ha. Đây là lần đầu tiên mình Hiền nấu luôn á. Cái tàu hủ á, trong món mì này á, nó làm cho cái món này nó béo thêm. What's this made from him? Some type of fish and reserve too. Chồng thì hỏi là cái chả cá này làm bằng gì? Nó là làm bằng nó là làm bằng cá, một ít cá mà. That comfortable? Còn lại nhiều quá chất. Xin mời con xin chào cô chú đi, xin chào. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Xin chào. That's me, mom. Chiều papa. Oh, Papa, so cute, Papa.
Alright.